Có thể các bạn không biết, từ Jack ở trong tiếng Anh có nghĩa là ăn cắp. Nghe thì kỳ cục thiệt đúng không? Nhưng mà ở trong từ điển Oxford, Jack có nghĩa là ăn cắp thứ gì đó từ người khác. Và nếu như các bạn ghép từ Jack với lại cái từ mông có nghĩa là ass, thì nó sẽ thành cụm từ jackass, có nghĩa là thằng ngu, thằng áo. Vậy là mình học được thêm từ mới rồi đó. Giờ để mà nhớ lâu hơn thì mình sẽ có một ví dụ ngẫu nhiên như thế này. Cuối cùng, ở bên phương Tây, từ Jack thường được chỉ con lừa. Nhưng mà lừa ở đây không phải là lừa lọc, lừa đảo nha mấy bạn, mà ý nói con lừa kiểu ngu ngu á. Đó, mấy bạn còn biết từ Jack dùng để làm gì không? Mấy bạn hãy để lại bình luận cho Bon biết nha.